Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta biết có ba giai đoạn vào dịp lễ kỷ niệm hoặc là mừng các thánh Nam Nữ Chân Trời. Đó là vào năm 33, năm đó có một sự kiện, đó là Chúa Kitô chết vào ngày thứ sáu tuần thánh và ngày phục sinh sau 3 ngày. Ngày thứ sáu tuần thánh là ngày Chúa chết đi vào ngục tổ tông, để từ đó Chúa Giêsu Kitô phục sinh khải hoàn và đưa các linh hồn về thiên đàng, với một điều kiện, đó là các linh hồn đó đã được thanh luyện rồi. Vì thế những người Kitô hữu thời tiên khởi, họ vẫn tiếp tục giữ theo cái truyền thống của ngày thứ sáu tuần thánh. Và họ làm thế nào? Vào ngày thứ sáu, một tuần sau của thứ sáu tuần thánh, đó là thứ sáu phục sinh, họ có một thánh lễ để tuyên dương các linh hồn đã lên thiên đàng, đó là các thánh Nam Nữ Trên Trời. Và kể từ đó, giáo hội sơ khải của chúng ta đã tiếp tục mừng lễ các thánh vào thứ sáu của tuần lễ phục sinh. Đến giai đoạn 2 là hơn 800 năm sau, vào thế kỷ thứ 9, Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 9, Ngài mới thiết lập thánh lễ này vào ngày mùng 1 tây tháng 11, và Ngài cũng muốn giáo hội hoàn vũ trên toàn thế giới kỷ niệm ngày lễ mừng các thánh Nam Nữ Trên Trời vào ngày mùng 1 tây tháng 11. Kể từ đó cho đến ngày hôm nay là giáo hội của chúng ta liên tục hàng năm cứ chọn ngày mùng 1 tháng 11. Và sở dĩ ngày hôm nay chúng ta mừng với một điều kiện nữa là để chúng ta nhớ lại trong tháng 11 này là giáo hội dành một cách đặc biệt để cầu nguyện cho các đặng linh hồn, và cụ thể nhất là vào ngày mai khi giáo hội mời gọi con chiên của giáo hội trở về để nhớ các linh hồn đang còn trong thanh luyện chưa được về thiên đàng, để chúng ta mọi người tiếp tục làm những việc lành phúc đức, dâng các thánh lễ lần chuỗi hoặc những việc bác ái để đưa các linh hồn chưa được lên thiên đàng này sớm về nước trời. Mừng lễ các thánh ngày hôm nay, câu nguyện cuối thánh lễ mà chúng ta sẽ nghe: Lạy Chúa, chỉ có Chúa là đấng thánh, Chúa đã làm bao việc lạ lùng. Những việc lạ lùng đó chúng ta được thấy sự nhãn tiền qua tám mối phúc thật. Chúa đã làm việc lạ lùng nơi toàn thể các thánh nam nữ. Chúng con xin như thế nào? Xin chúc tụng Chúa, tiếp tục tôn thờ Chúa và nguyện cầu với Chúa. Xin Chúa lấy tình yêu vô tận mà thánh hóa chúng con. Vì chúng con như thế nào? Vì chúng con vẫn tiếp tục đang trên con đường lữ thứ của trần gian, cho nên chúng con vẫn còn nhiều cạm bẫy, vẫn cám dỗ, vẫn còn mang tục hóa. Vì thế chúng con cần tình yêu của Chúa để thánh hiến chúng con, để làm sao để cuối cùng chúng con được về thiên quốc, được về nước trời để dự yến tiệc muôn đời bên Chúa. Vì thế ngày hôm nay mọi người chúng ta, sau khi rước lễ xong, chúng ta nhắn nhủ với lòng mình, cố gắng sống cuộc đời còn lại này của mọi người chúng ta, cuộc đời mà chúng ta thường nói là tạm bợ này, làm sao mỗi một ngày chúng ta hướng lòng của chúng ta về thiên quốc, thì đó là kim chỉ nam để chúng ta sống nên thánh ở dương gian này.